Các em học sinh thân mến, việc học toán và giải toán là hai việc đôi khi nó hoàn toàn khác nhau. Đa phần các bạn học sinh chúng ta đi học chủ yếu là các bạn đi vào giải các bài toán mà chúng ta không có cái phương pháp để chúng ta học được môn toán. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay, thầy Hùng sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào 10 phân tích cấu trúc của cái đề thi vào 10 môn toán của Hà Nội và hướng dẫn các em sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta có thể rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức trong bài rút gọn một cách nhanh gọn, và chúng ta kiểm tra cái kết quả mà chúng ta là xem đúng hay là sai. Trước hết là thầy giới thiệu với các bạn học sinh cái đề thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông của Hà Nội năm học 2019-2020 vừa diễn ra năm học trước. Đề thi của Hà Nội thì qua nhiều năm trở lại đây, cấu trúc của đề thi tương đối ổn định, gồm có 5 câu hỏi lớn, tức là làm bài toán. Lát nữa thầy sẽ phân tích, giúp các bạn phân tích từng kiểu bài và dạng bài để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quát về đề thi toán của Hà Nội. Trong cấu trúc của đề thi thì nó có các mức độ, từ mức độ dễ, mức độ khó và mức độ rất khó, tương ứng với mức độ của các bạn học sinh có lực học trung bình, lực học khá và lực học giỏi. Như vậy thì các em học sinh chúng ta cần phải xác định là bản thân mình cái lực học ở mức nào để chúng ta đặt cái chỉ tiêu cũng như mục tiêu phân đấu mình lấy mấy điểm để mình tập trung vào các câu hỏi ở các mức độ sao cho chúng ta làm câu nào phải chắc điểm của câu đó. Thế trong cái đề thi này, thì các bạn thấy cái mức độ của nó, mức độ khó, câu bài số 5 này thường là câu hỏi có độ khó cao nhất để phân loại và chọn học sinh giỏi. Thường có từ 0,5 cho đến 1 điểm, chiếm không nhiều điểm trong bài thi, nhưng độ khó lại rất cao. Tiếp theo, những câu hỏi khó nữa, đó là câu cuối của bài hình, thường là những câu hỏi khó. Bài số 3 câu cũng thường có một câu ở mức khó. Bài rút gọn ý cuối cũng thường có mức độ khó cao. Các mức dễ mà không dễ là những bài tập dễ, tức là những bạn được 5-6 điểm, 5-6 điểm là chúng ta phải giải quyết được những câu, mà những bạn mà muốn mục tiêu phấn đấu 7-8 điểm là chúng ta phải làm tốt những câu ở mức 5-6 điểm. Ngoài ra các bạn cần làm tốt thêm những câu đánh dấu x này. Để chúng ta được 7-8 điểm. Còn những câu mà khoanh tròn, những câu để các bạn phấn đấu điểm 9, điểm 10. Đó. Đấy là về cấu trúc đề thi như vậy. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn phân tích cụ thể các nội dung thường có trong đề thi vào 10 môn toán Hà Nội. Câu hỏi 1 đó là câu liên quan đến bài toán về biểu thức đại số. Thì thông thường trong bài biểu thức đại số nó gồm có các nội dung tính giá trị của biểu thức tại cái biến x bằng một giá trị xác định, rút gọn biểu thức
Câu hỏi tìm x để a nguyên, tìm x nguyên để a nguyên. Tìm x để a là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, vân vân. Câu hỏi số 2, đó là câu hỏi giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình. Thì dạng bài toán này gồm có các kiểu bài toán về quan hệ giữa các số, toán về năng suất khối lượng công việc, vòi nước chảy, toán về vận tốc, thời gian, quãng đường, chuyển động, vân vân. Các bài toán có yếu tố hình học như là diện tích của hình chữ nhật. Các bài toán khác. Và những năm 1-2 năm gần đây thì có thêm cái bài toán, đó là bài toán thực tế vận dụng kiến thức về hình học để chúng ta giải quyết. Câu hỏi số 3, đó là câu hỏi liên quan đến bài toán về phương trình và hệ phương trình. Thì gồm có giải phương trình bậc 2 hoặc phương trình quy về phương trình bậc 2 một ạ. Hoặc cũng có thể yêu cầu các bạn học sinh chúng ta giải hệ phương trình bậc nhất 2 ạ. Hoặc giải hệ phương trình quy về phương trình, quy về hệ phương trình bậc nhất 2 ạ. Có thể có những bài toán liên quan đến đồ thị và hàm số bậc nhất hoặc bậc 2, như là vẽ đồ thị hàm số bậc nhất bậc 2 một ạ. Hoặc phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số, phương trình hoành độ giao điểm, tính diện tích tam giác tạo bởi giao điểm của đường thẳng với hai trục tọa độ, vân vân. Hoặc cho chúng ta phương trình tham số, yêu cầu chúng ta biện luận nghiệm của phương trình, rồi mối quan hệ giữa các nghiệm, định lý VS, định lý đẳng VS. Câu 4 là câu bài tập về hình học. Gồm có các nội dung thường tập trung vào chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh 4 điểm nằm trên một đường tròn, hoặc chứng minh quan hệ đường thẳng với nhau như là quan hệ vuông góc song song, tỷ lệ các đoạn thẳng, chứng minh các điểm thẳng hàng về tam giác đồng dạng, hoặc chứng minh một quan hệ độ dài liên quan đến giá trị lớn nhất nhỏ nhất nào đó. Câu số 5 là câu bài tập phân loại để chọn học sinh giỏi. Đây là câu hỏi khó nhất trong đề thi. Thường đề bài yêu cầu giải phương trình chứa căn thức, chứng minh đẳng thức, bất phương trình, tìm min, max. Ít khi có nhưng cũng có thể có. Đó là bài toán về liên quan đến tổ hợp xác suất, thống kê. Đây là về cấu trúc đề thi. Sau đây thầy Hùng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính Casio FX580VN để rút gọn biểu thức cũng như tính giá trị của biểu thức. Em quan sát trên màn hình, thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tìm giá trị của biểu thức cũng như là rút gọn biểu thức. Chết là chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Thì đầu tiên ở trên máy tính các em sẽ nhập biểu thức A vào. Biểu thức A bằng căn x cộng 2 trên căn x trừ 5. Căn x cộng 2 trên căn x trừ 5. Để tính giá trị của biểu thức A này, tại giá trị 19, các bạn sau khi nhập xong biểu thức, các bạn em sẽ ấn phím can C ở trên can C. Đó. Bạn chú ý vào chữ can C. Ấn can C. Và máy tính hỏi là bạn tính giá trị tại x bằng mấy? Chúng ta ấn số 9 vào.
Rồi, xong ăn trong bạn. Như vậy, giá trị của biểu thức này tại x bằng 9 bằng âm 5 phần 2. Âm 5 phần 2. Nếu các em mà tính không bằng âm 5 phần 2, có nghĩa chúng ta tính sai. Tiếp theo là chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta rút gọn biểu thức B. Ở đây chính là chứng minh B bằng 1 trên căn x trừ 5. Chúng ta sẽ rút gọn được B xem có đúng bằng giá trị này hay không. Mời các bạn sẽ nhập giá trị biểu thức B. 3 trên căn x cộng 5, 3 trên căn x cộng 5 cộng với 20 trừ 2 căn x, 20 trừ 2 căn x trên x trừ 2 năm, x trừ 2 năm. Các em ấn K. Máy sẽ hỏi chúng ta chọn giá trị x bằng bao nhiêu. Thì để rút gọn biểu thức đại số này, các bạn chọn can bằng 10.000. Được không? Như vậy, máy sẽ hiện ra một cái phân số là 1/95. 1/95 ở đây. Một phần 95 thì các em sẽ hiểu nó bằng 1 trên 100 trừ 5. Mà 100 thì bằng căn x. Như vậy 100 trừ 5 chính là căn x trừ 5. Vậy kết quả biểu thức là đúng. Còn để rút gọn cái biểu thức này thì ở đây thầy hướng dẫn các bạn, chúng ta phải có một cái nhìn tổng quát. Tổng quát chúng ta tránh việc cắm đầu cắm cổ và chúng ta làm bài. Nhiều bạn học toán chúng ta không có kỹ năng học toán, các bạn cứ đi vào làm bài tập và làm đúng bài tập, nhiều bạn nghĩ rằng mình làm đã tốt rồi, yên tâm rút gọn. À, theo kiểu là thấy hoa nở lại ngỡ mùa xuân đã về. À, chưa phải như vậy. Thế đây các bạn thấy giữa x căn x cộng 5 và x trừ 2 năm nó có mối quan hệ. Thế đây x trừ 2 năm chính là hàng đẳng thức số 3, hiệu 2 bình phương, căn x bình phương trừ 5 bình phương, tức là bằng căn 5 cộng căn x cộng 5 nhân với căn x trừ 5. Như vậy ta có mẫu thức chung. Từ đó ta tính toán để ta rút gọn biểu thức này. Vừa rồi biểu thức trên, các bạn thấy là biểu thức trên là tính giá trị biểu thức A khi bằng 9 này, thấy nó dễ quá, các bạn thay luôn vào đây. Thay luôn vào đây. Căn x căn 9 bằng 3, 3 cộng 2 bằng 5. Ở dưới mẫu số là căn x bằng 3, 3 trừ 5 bằng âm 2, như vậy bằng âm 5 phần 2. Rất dễ, việc gì phải đi mất thời gian để tính. Thế thì đây, xuống biểu thức bên dưới của biểu thức đây. Biểu thức này P, chúng ta rút gọn biểu thức P rồi yêu cầu tính giá trị của P tại một giá trị x rất là phức tạp như thế này, thì chúng ta không thể thay vào để nhận ra được. Đây, chúng ta sẽ có phương án đầu tiên, chúng ta sẽ rút gọn biểu thức P. Đầu tiên các bạn xóa đi đó, thức K 10.000 bằng, như vậy ta được biểu phân số là 101/100, tức là 100 + 1/100, hay là khác bằng căn x cộng 1 trên căn x. Giá trị biểu thức này P rút gọn chính xác, chúng ta làm này. Thế thì bây giờ tính giá trị vượt P tại x bằng giá trị kia, thì đây ta ấn biểu thức P. Thầy nhập lại biểu thức P nhé. P sẽ bằng căn x cộng 1 trên căn x. Thế thì ta đây, căn ta thay bằng giá trị kia. Như vậy ta sẽ có P bằng căn của x, tức là căn của giá trị căn
2022 trừ cộng bốn căn của 2018 trừ đi căn của 2022 trừ 4 nhân căn của 2018 và các bạn sẽ cộng 1 đây là x căn x cộng 1 trên căn x chính là căn của giá trị căn 2022 cộng 4 căn của 2018 trừ căn 2022 trừ tiếp 4 nhân với căn của 2018 đó, như vậy chúng ta sẽ được giá trị của biểu thức là bằng 3/2. Như vậy trên đây thì Hùng đã hướng dẫn các bạn học sinh chúng ta phân tích cái cấu trúc đề thi học sinh đề thi toán vào 10 của Hà Nội và hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tìm nhanh đáp số của bài, rút gọn biểu thức cũng như tính giá trị của biểu thức rút gọn tại giá trị x cụ thể nào đó. Các em học sinh có thể đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh của thầy Hùng trên YouTube. Các em có thể vào YouTube, các em gõ chữ Hoài Ngọc 1102. Hiện ra kênh tên hiển thị Thiều Quang Hùng. Các bạn có thể chưa đăng ký thấy nút đỏ thì các bạn ấn nút đăng ký để ủng hộ và theo dõi kênh của Thiều. Chúc các em học sinh chúng ta có một kỳ thi tuyển sinh vào 10 đạt kết quả và đạt được ước mơ của mình, trúng tuyển vào trường mà các bạn đã đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học lần sau.